chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, cha lành chúng bốn loài. Kính lại đấng thiên nhân sư, đại từ bi trí dung, nhân gian pháp giới hòa bình, đất trời nồng ấm yêu thương. Con quy kính dâng lên đấng pháp dương vô thượng, hương hòa giới định tuệ. Nam mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay là mùng 8 tháng 9 năm Đinh Dậu. Quý Phật tử chờ thầy có lâu không ạ? Chờ có lâu không? Lâu à. Bởi vậy đi chỉ từ trung tâm thành phố Nha Trang ra đây thôi mà cũng bị vỡ kế hoạch nữa. Mưa xe nó bị trục trặc nữa, cho nên đi có mấy chục cây số là mình thấy đã ha, mà mình dự kiến trước rồi mà mình thấy cũng chưa chắc ăn. Còn đi về Tây Phương Cực Lạc mấy chục km xa lắm hả? Có biết chỗ chưa? Chưa biết chỗ cho nên là phải cẩn. Đi một nơi mà chưa biết trước, đi một nơi mà chưa biết trước, chưa biết bao xa nữa. Mà có biết lúc nào đi chưa? Chưa luôn. Cho nên là có chắc ăn không ạ? Chắc không? Có ai nói chắc ăn con vãng sanh không ạ? Cho nên là phải cố gắng, phải cẩn thận. Phải cẩn thận. Chứ đừng nói con niệm Phật nhiều lắm, con sám hối, con tụng kinh cả ngày, con có chắc là con về với Phật luôn. Có ai dám nói vậy không? Có ai tự hào dám nói vậy không ạ? Tự hào dám nói vậy là có ngày thất vọng. Chỉ có mấy chục cây số thôi mà đã chuẩn bị là chuẩn bị cả ngày hôm qua đã sắp xếp rồi, chứ không phải là một ngày hôm nay nữa. Sáng dậy sớm lo chuẩn bị mọi thứ hết rồi, nhưng mà đến giờ phút chót vẫn bị không như ý muốn mình được. Cho nên mỗi con người đều có mang theo gì ạ? Có mang theo gì? Nghiệp hay điện thoại? Điện thoại cũng là nghiệp đó. Lâu lâu ngồi sờ vô túi coi thử nó còn hay không. Phải vậy không? Không hay là sờ thử nó còn không, rớt mất rồi. Lâu lâu lấy ra coi thử có ai nhắn tin ai gọi gì hay không. Mà khổ nhất ngủ dậy cái việc đầu tiên chưa đi xúc đánh răng xúc miệng gì, chứ đầu tiên cầm điện thoại anh coi thử có gì trên đó không. Cho nên điện thoại cũng là cái nghiệp của mình đó. Cái điện thoại là một tiện nghi rất quan trọng và không thể thiếu của thời buổi ngày hôm nay. Nhưng mà nó cũng là một cái thứ nghiệp rắc. Có rắc rối không ạ? Rắc rối không? Vô cùng rắc rối. Rắc rối của nó nhiều lắm. Bữa nào đang ngồi tụng kinh mà không quên bỏ cái điện thoại ra, quên tắt chung cái điện thoại, đang niệm Phật tụng kinh cái nó làm tò tí te cái rồi hết. Bữa đó coi như là tụng kinh niệm Phật là coi như là xong rồi đó. Hay là tụng kinh niệm Phật, mới vừa tụng kinh niệm Phật xong đang thanh tịnh và có người gọi đến khóc hu hu, trời ơi khổ quá. Có không? Ở đây quý vị có bị ai điện thoại khóc chưa?
Quý vị thì ít chứ quý thầy thì nhiều lắm. Cho nên có đôi khi nó là một cái nguồn cơn mà làm cho mình phải phiền muộn. Do đó mấy chú mà khi xuất gia vào chùa chúng tôi mà chưa đến 18 tuổi, chúng tôi không cho sử dụng điện thoại. Phiền lắm. Ngày trước á, mà khi chúng tôi đi xuất gia đó, là làm gì có điện thoại, không có điện thoại bàn mà. Gọi là năm hai mấy tuổi mới cầm cái điện thoại bàn lên nói mà run gần chết luôn. Quay cái số cái điện thoại bàn mà quay bằng cái vòng tròn mà quay rẹt 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 như ngày xưa đó. Không biết đừng quay nữa. Cho nên là ở nhà có chuyện vui, chuyện buồn gì của ba mẹ mình đâu có biết đâu. Mà nhờ mình không biết cho nên mình không có phiền muộn. Chứ lâu lâu điện thoại về hỏi thăm mẹ sao nó, mẹ bệnh mấy bữa nay không có khỏe. Hỏi ba sao nó, ba cũng nằm viện mới về. Lúc đó tu cứ ngồi niệm Phật có yên không? Không yên. Niệm Phật trong chùa thì không yên, mà về nhà thì cũng không lo được cái gì. Cho nên giờ mình tụng kinh, giờ niệm Phật, làm ơn bỏ cái điện thoại ra xa xa là coi như là bỏ nghiệp được đó. Còn đeo nó ở kế bên là nó phiền lắm. Đặc biệt trước khi tụng kinh, nghe Pháp, nếu không bỏ nó ở xa được thì làm ơn lấy nó ra kiểm tra là tắt chuông đi. Tắt chuông. Ai biết đang ngồi bên mình, bạn mình đang ngồi niệm Phật sắp sửa nhất tâm bất loạn rồi, cái tự nhiên điện thoại mình nó tò tí te lên cái ta loạn tâm. Lúc đó có mất phước không? Mất phước không ạ? Mất phước rất là nhiều. Để niệm Phật được một tâm thanh tịnh dễ hay khó? Rất là khó. Người ta sắp sửa bước vào cảnh giới thanh tịnh rồi, tự nhiên mình làm người ta động tâm, phiền muộn lắm. Cho nên nó cũng là một cái tiện nghi, nhưng mà nó cũng là một thứ rắc rối. Ở trên cuộc đời này cái gì càng tiện nghi cũng đồng nghĩa là càng rắc rối. Mình có cái phòng, mình có cái nhà, mình đi ra đi vô, mình khóa lại đúng không? Có ổ khóa. Có ổ khóa có quan trọng không? Quan trọng không ạ? Rất là quan trọng. Không có ổ khóa, không có chìa khóa thì làm sao mà giữ được? Thời buổi bây giờ trộm cắp tùm lum hết. Nhưng mà bỏ cái chìa khóa trong túi đó thì đi đâu bắt đầu cũng lo lắng, không biết có còn hay không. Có ai đi ra khỏi phòng mà quên, nó bấm cửa mà quên mang chìa khóa không? Có không? Có không ạ? À, thầy thỉnh thoảng lâu lâu cũng bị mà. Bấm cửa xong bỏ chìa khóa trong phòng, đi ra ngoài phát hiện rồi chìa khóa nằm luôn trong phòng rồi. Mà nhất là mấy ngày mà gần gần đến cái giờ, mà cái ngày giờ mình ra máy bay để mình đi giảng, mà nó cận giờ nhiều việc quá đó, nó rối rắm đó. Rồi đi ra tới sân bay rồi lục ở trong tay nải mình, chìa khóa nó nằm đó trong phòng rồi, là biết chắc rồi đó, chuyến này đi về là phải kêu thợ vô phá khóa rồi đó. Phiền lắm. Cho nên cái gì nó tiện nghi thì nó được kéo theo một cái đó là phiền phức. Cuộc sống nó không có cái thứ gì mà tốt hết, mà không có cái xấu đâu. Nó có tốt, có xấu trong đó. Con người mình có tốt, có xấu không ạ? Có không? Có à. Có tốt không ạ? Có không? Chắc cũng phải có, chứ không có đâu đến chùa làm gì đúng không? Nhưng mà có xấu không? Có không? Nhiều ít? Nhiều không? Xấu với tốt ở trong tâm mình cái nào nhiều hơn? 50-50 hả? Thầy nghĩ không chắc vậy đâu. Nếu 50-50 nó cân bằng nhau mà đâu đến nổi. Cái này lúc nào thì xấu nó mạnh hơn là tốt nó mạnh hơn? À, xấu mạnh hơn. Tốt mạnh hơn là ít thôi, lâu lâu thôi. Các con để ý nè, ở trong phim Tây Du Ký, cái người mà xấu nhất trong phim Tây Du Ký là ai? Đâu giới hả? Nhớ liền hay. Vừa xấu người vừa xấu nết. Nhưng mà ông sư phụ là ông Đường Tam Tạng, ông thương ai nhất à? Ông thương binh ai? À, ông binh cái thằng xấu nhất. Mình cũng vậy á. Mình có một thằng Trư Bát Giới ở trong mình á. Có không? Ham ăn có ham không ạ? Có. Tham ngủ có không? Lười biếng có không? Có, thằng Trư Bát Giới đang ẩn ở trong đó chứ đâu. Nhưng mà lúc nào mình cũng binh cho nó.
Bữa nào mệt mệt về nó thôi không niệm Phật, thôi tới giờ niệm Phật rồi ráng niệm Phật, còn mệt quá nó ngẫm nghĩ thôi mệt nghỉ bữa coi sao đâu, ngủ tiếp. Mình làm cái gì xấu, mình chửi ai nặng lời một tí, mình lỡ lời mình giật mình, mình nói mình Phật tử sao mình nói lời ác khẩu quá. Ý nghĩ ban đầu thì thấy mình có lỗi, nhưng mà ý nghĩ thứ hai là gì? Ôi nói lời nói cái chết ai đâu. Cho nên mình thường dễ vui binh vực cho cái tâm xấu của mình, dễ. Ai cũng mơ ước là sống hiện tại là gặp nhiều may mắn, mà sau khi bỏ thân này hay là chết đi á thì được sanh về với Phật, phải không? Các con có thích vậy không ạ? Có mơ ước điều đó không? À, mơ ước điều đó. Mà để được điều đó là dễ hay khó? À, khó. Rất là khó là khác nữa. Rất là khó. Cho nên hàng ngày mình phải gom góp, mình phải giữ gìn, gom góp giữ gìn để mà được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc á, thì mình phải tạo nhiều nghiệp thiện và nhiều nghiệp thánh, nhiều nghiệp thanh tịnh. Mình niệm Phật là để làm gì? Niệm Phật là để làm gì? Để tâm thanh tịnh. Tốt quá. Mà không biết niệm lúc đó tâm có thanh tịnh hay không, miệng là thanh tịnh đó, mà biết tâm có thanh tịnh không. Cho nên hàng ngày mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình làm bất cứ điều gì thì đó là mình gom góp cái nghiệp thanh tịnh. Gom góp nghiệp thanh tịnh để dành. Bên cạnh đó mình tạo thêm một số thiện nghiệp nữa, như là phải cúng dường, phải bố thí, phải nói lời tử tế với nhau, sống tử tế với nhau. Để làm gì? Tạo thành thiện, thiện nghiệp. Tạo thành thiện nghiệp. Chứ nếu không có thiện nghiệp á, thì nó xảy ra cái sự, nó xảy ra những cái chướng duyên. Như sáng hôm nay như thầy, chướng duyên đó, đang buổi sáng thì xe nó có vấn đề. Đó là chướng duyên. Mà chướng duyên của cái vấn đề mà nho nhỏ như là hư hỏng xe hay là cái gì đó thì còn có thời gian để khắc phục được. Nhưng mà có một số chướng duyên nó diễn ra trên cuộc đời của mình, nó chặn đứng cái bồ đề tâm của mình nếu như mình không khéo. Kể cả các chư tổ và kể cả Đức Phật của mình, mà có đôi khi vẫn có những cái ác nghiệp quá khứ, cái dư báo còn lại á, nó làm chướng ngại cái hành đạo của mình. Mà các ngài có đạo lực mạnh mẽ thì chỉ là chướng ngại thôi. Còn mình á, mà nếu mà gặp cái nghiệp đó là coi như có thể mất bồ đề tâm đi chơi. Vì vậy hàng ngày mình đi đứng nằm ngồi tụng kinh niệm Phật, mọi thứ mình luôn luôn cẩn thận, luôn luôn nhớ Phật. Để làm gì? Để làm gì ạ? Để tích góp nghiệp thánh, nghiệp thánh thanh tịnh. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với đề tài đó là nghiệp thanh tịnh hay là tịnh tịnh nghiệp. A Di Đà Phật. Mình niệm Phật á, là để cho tâm thanh tịnh, chứ không phải niệm Phật là để khóc với Phật. Không, niệm Phật không phải là kêu Phật để cứu mình. Cho nên niệm Phật là niệm là sao? Nếu như mà buồn ngủ thì phải niệm Phật sao ạ? Khi buồn ngủ niệm Phật như thế nào cho khỏi buồn ngủ? Mình to lên nè. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Khi giận niệm Phật sao cho nó hết giận? Khi giận niệm Phật sao? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dẫu mà giận đến đâu đi nữa đó, khi mà càng giận càng buồn, phải niệm Phật như thế nào? Niệm nhưng mà phải tự mỉm cười với mình. Tự mỉm cười với mình, phải nhăn răng ra cười đó nha. Tự mỉm cười với mình để làm gì? Khi mình cười, tất cả những cơ trên mặt của mình và lòng của mình nó trùng xuống. Mình giận ai
da mặt mình nó căng ra, mắt mình trợn trợn trừng, mặt mình nó căng thẳng lên, nhưng mà lúc đó mình chỉ tự mỉm cười với mình thôi, tự nhiên mọi thứ nó trùng xuống lòng mình, nó lặng lại, tự mỉm cười với mình. Cho nên hình của Đức Phật, hình của Bồ Tát thì bao giờ cũng có một nụ cười, gọi là nụ cười hoa sen đó, tự cười, tự mỉm cười với mình, tự mỉm cười với mình. Nhưng niệm Phật cái mục đích đó là để cho ba nghiệp là thân, miệng và ý hay là tâm thanh tịnh. Khi nào buồn ngủ thì mình niệm Phật to to lên tí, mà nếu buồn ngủ nữa thì làm gì? To nữa, mà to nữa nó vẫn ngủ, buồn ngủ thì sao? Ngủ luôn. Có người nói rất là thật thà, buồn ngủ quá ngủ luôn. Nhưng mà có một cách niệm Phật có thể nó tan được cơn buồn ngủ là vừa đi vừa niệm Phật, hay người ta gọi là niệm Phật kinh hành. Vừa đi vừa niệm Phật. Các con có bao giờ vừa đi vừa niệm Phật không? Rồi có nào buồn ngủ quá vừa đi vừa niệm Phật mà nó đụng vô cái cột chưa? Có chưa? Chưa hả? Vậy là chưa tu tinh tấn à. Thời của tụi thầy á, mà buổi sáng đâu mà thấy trên trán mà nó có cái đèn pin nữa ha. Có đèn pin là đầu nó bị u lên cục á, là biết một á, là khi hôm á là ngồi thiền ngủ gục. Ngồi thiền ngủ gục á là ngồi, thường là ngày xưa đó mà các chú nhỏ đó mà buồn ngủ như buổi khuya hay ngủ nhiều á, là thầy thường bắt ngồi thiền là ngồi quay mặt vô tường, mà ngồi sát tường á. Niệm Phật cái đầu mình mỗi lần mà nó bữa củi mà đập cái bụp vô trong tường, giật mình dậy. Mà làm khoảng 3 phát như vậy là coi như là trán nó nổi đèn pin lên liền. Còn không á là buồn ngủ nhiều quá thì thầy bắt đi kinh hành niệm Phật. Mà đi kinh hành niệm Phật có đôi khi nó buồn ngủ mà đụng vô cái cột cũng hay nữa, đụng vô ngay cái bụp rồi lúc đó giật mình. Thật sự ra đó, vì là người, cái người xuất gia là người ta bảo là tam thường bất túc là ăn, mặc và ngủ. Cho nên là mà ngay từ nhỏ của tụi thầy là hồi đó là 3:30, 4 giờ phải dậy rồi. Nó thiếu ngủ nhiều ngày nó gom lại. Trên hầu như đứng cũng ngủ, mà đi cũng ngủ, mà ngồi cũng ngủ, mà nằm cũng ngủ. Người ta tu tới tứ thiền, mình tới ngủ thiền luôn. Lúc nào cũng ngủ á. Nhưng cái người tinh tấn tu thì chắc chắn sẽ có hiện tượng đó xảy ra. Vì mình ham tu quá mình quên ngủ. Nhưng mà đến một lúc nào đó cơ thể mà nó kiệt quệ, kiệt quệ. Nhưng mà cũng vừa vừa thôi, đừng cố gắng quá. Cố gắng quá cái hồi thành nó buồn ngủ nhiều quá, lúc nào đi cả ngày nó cứ lơ mơ. Các con có bao giờ mà đang đi giữa ban ngày mà người ta hỏi mấy giờ mà nhìn đồng hồ mà không biết mấy giờ không? Có không? Có không? Tức là buồn ngủ quá đi. Hồi đó sư phụ của thầy á, thấy thầy nói chung là siêng năng lắm. Khuya 2 giờ bắt trước sư phụ mình dạy ngồi thiền niệm Phật rồi cho nó oai, mà thấy thầy mình làm được mình cũng bắt trước. Làm đó cả tháng trời đó, hầu như người mình nó giống như đi trên mây vậy đó. Chưa về tới Tây Phương Cực Lạc mà giống như cởi mây vậy. Đi lúc nào nó phiêu vậy. Mà thầy cũng sợ mình buồn ngủ quá rồi mình thành ngơ. Cụ ra cụ hỏi chứ, chú mày mấy giờ rồi? Nhìn lên cái đồng hồ, thấy hai cái kim nó rõ ràng mà không biết nó mấy giờ. Thấy thì có thấy, mà đầu mình không, nó không thể nào định được là mấy giờ hết. Đứng đâu khoảng cũng không chừng khoảng mấy phút đó. Lúc đó mới hồ. Lúc đó ông cụ mới kêu ông cụ rầy. Ông bảo là còn tuổi ăn tuổi ngủ thì cứ ngủ cho nó đầy đủ. Ngủ như các huynh đệ 3:30 hoặc là 4 giờ hãy dậy, đừng bắt trước. Cho nên có đôi khi mình siêng năng thì cũng ở mức độ nào đó, đừng quá siêng năng. Nhiều người ham lắm. Mà tin cái người mà ham cỡ này không có ngồi trong này đâu. Nhìn cái mặt nên là mặt ham ngủ không à. Hồi đó chúng tôi là thầy mình làm cái gì á, là mình mơ ước mình bằng được như thầy mình, bắt chước thầy mình. Sư phụ chúng tôi một ngày một đêm chỉ ngủ có 2 giờ đồng hồ thôi. 2 giờ đồng hồ. Còn lại là làm công tác Phật sự và cũng ngồi thiền. Suốt
Hầu như ba mươi mấy năm, như chúng tôi biết, ba mươi mấy năm cụ đều như vậy, cho đến ngày viên tịch là đều đặn như vậy. Nhưng khi để mà được cái đạo lực như vậy, tức là ăn thì ít mà ngủ cũng ít mà có khả năng vẫn khỏe mạnh được, cái đòi hỏi phải có đạo lực. Chứ mình làm như vậy thời gian là coi như là mình bị lao phổi mà chết. Giống như bên tông Tịnh Độ có ngài Vĩnh Minh á, ngài có một phương pháp niệm Phật là gì? Cao thanh trì danh. Cao thanh trì danh tức là niệm Phật cho to lên. Niệm mà đứng ở trên chân núi mà niệm xuống mà cả cái làng với núi người ta nghe hết, không cần micro như thầy bây giờ đâu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Có ai niệm vậy không? Sáng vậy có ai niệm vậy không? Niệm vậy là hàng xóm nó qua nó lấy cây nó quánh chết. Mà ngày ngày xưa ngày niệm vậy, thì ngày ở trên núi, ngày đứng ở trên núi ngày niệm. Mà khi 4 giờ sáng ngày dậy ngày niệm như vậy á, thì cả làng ở dưới này người ta giật mình dậy hết. Nhưng mà mình niệm Phật người ta giật mình dậy, có lẽ người ta cằn nhằn, nhưng mà lại do cái đạo lực của ngài sao? Đạo lực ngài lớn quá, cho nên khi nghe ngài niệm Phật to như vậy, mọi người giật mình dậy, rồi cả làng người ta niệm Phật. Ban đầu một hai người niệm theo ngài, rồi sau cả làng niệm theo ngài. Mà người ta bảo là những người trẻ của làng đó là đi xuất gia gần hết, còn những người già hầu như dân làng đó khi mất đều được có cái triệu chứng vãng sanh rất là rõ ràng. Tổ Vĩnh Minh á, nhưng mà ngài làm được, mình làm nổi không? Mình làm nổi không ạ? Mình làm cũng không nổi. Mình niệm cái đó hồi thời gian là coi như phổi mình nó tiêu hết, niệm nổi. Mình niệm vừa vừa đấy thôi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm cỡ đó mà niệm 1 tiếng đồng hồ, nghe là nó muốn khô cổ rồi. Phải có nước kế bên chứ không là chịu không nổi. Niệm như ngày mà niệm buổi sáng mà niệm có 1 tiếng rưỡi đồng hồ, mà làm ngày nào cũng làm như vậy, không làm nổi. Cho nên tịnh nghiệp, nghiệp là gì? Nghiệp là cái, nghiệp là kết quả của hành động của mình. Nghiệp là kết quả trong hành động của mình. Hành động suy nghĩ của mình đều kết thành. Nghiệp là kết quả của thân, miệng và ý. Nghiệp là kết quả của thân, miệng và ý. Mình nói điều tốt mình có tạo thành nghiệp không ạ? Có không? Đi chùa có tạo thành nghiệp không? Ăn trộm có tạo thành nghiệp không ạ? Có không? Có hết. Cái gì ăn trộm là nghiệp gì? Nghiệp xấu à? À, nghiệp xấu là nghiệp ác. Đi chùa tạo thành nghiệp gì? À, nghiệp tốt, nghiệp thiện. Nhà là giỏi rồi, biết phân biệt hai thứ rồi. À, mình là người Phật tử, mình nên tạo nghiệp thiện hay nghiệp ác ạ? À, người tạo nghiệp thiện. Suy nghĩ xấu với người khác có tạo thành nghiệp ác không? À, có luôn. Kể cả suy nghĩ mình cũng tạo thành nghiệp nữa. Mình nghĩ xấu với người khác thì mình tạo cái nghiệp là người khác sẽ nghĩ xấu về nhưng mình trở lại. Cho nên lâu lâu mình làm, mình bị oan ức, mình không có mà người ta nói mình có là do đâu? Do nhiều đời hiện tại cũng có, nhiều đời nhiều kiếp mình chuyên gia nghĩ xấu về người khác, đổ oan cho người khác. Nghiệp là kết quả của thân, miệng và ý. Kết quả tạo tác của thân, miệng và ý. Tịnh là thanh tịnh, trong sạch đó. Khi mình ngồi, mình niệm Phật thì thân mình phải ngồi yên và ngồi ngay thẳng, thì đó là thân mình thanh, thân thanh tịnh. Miệng mình đọc danh hiệu Phật, miệng mình đọc lời kinh thì đó là miệng mình thánh. Rồi khi mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình nghĩ cái gì? À, nghĩ tới Phật, nghĩ tới những lời Phật dạy thì đó là tâm mình được thánh. Thì trong tất cả những cái phương pháp tu trong nhà Phật, từ tụng kinh, niệm Phật đến tọa thiền cho đến làm việc Phật sự, làm việc thiện, đi làm từ thiện chẳng hạn, vân vân,
thì đó đều là mục tiêu, là tạo thành nghiệp thánh, thanh tịnh. Nhưng mà ít ít ra cũng tạo được nghiệp thiện. Nếu mình làm việc tốt, tức là mình cứu giúp người khác, thân mình cứu giúp người khác, miệng mình nói lời hay cho người khác, nhưng mà thỉnh thoảng tâm mình cũng hay nổi sân, hay nổi nóng, tức là tâm mình nó chưa thánh, thanh tịnh, thì cái đó mình mới tạo được nghiệp thiện thôi, chứ chưa tạo thành nghiệp thanh tịnh được. Để tạo thành nghiệp thanh tịnh thì khi cho ai cái gì, khi cúng dường cái gì, khi giúp cho ai cái điều gì á, thì tâm của mình phải thanh tịnh. Khi mình cho ai cái gì, tâm mình thanh tịnh là như thế nào? Tức là mình cho rồi, mình đừng có nghĩ đến nó nữa. Mình giúp ai rồi, mình quên đi, đừng nhớ nữa. Nếu nhớ đến nó mà kể đến nó đó, lâu lâu mình kể đến người này, ui tôi ngày xưa tôi giúp người kia khó khăn, nhờ tôi giúp chứ không là nó chết rồi. Thì lúc đó có còn tịnh nghiệp nữa không ạ? Không, lúc đó mới nhờ là thiện nghiệp thôi. Nó là thiện nghiệp, ta làm được phước đức thôi. Chưa tạo thành nghiệp thanh tịnh. Đã là nghiệp thanh tịnh là làm rồi, không tính, không tính kể, không tính toán nữa. Cho nên mà lâu lâu mà thầy thấy ai mà cúng dường mà phải ghi tên, không ghi tên là coi như là buồn, là thấy cái đó nó phiền lắm. Cái đó là tự mình đánh mất công đức của mình đi. Từ niệm Phật cho đến cúng dường, cho đến bố thí, cho đến cứu giúp mọi người, mà để tạo thành nghiệp thanh tịnh thì cả ba thứ thân, miệng và tâm của mình, hay là ý của mình á, nó phải thanh tịnh mới được. Nhưng mà nhớ, niệm Phật là để nuôi cái nghiệp thánh, nuôi lớn cái nghiệp thanh tịnh lên. Nghiệp thanh tịnh là sẽ về với cảnh giới thánh, cảnh giới thanh tịnh. Chứ không phải niệm Phật là kêu tên Phật đâu. Nếu mà niệm Phật mà chỉ là kêu tên Phật thì chắc Phật cũng dễ nổi nóng với mình. Ngày đêm qua tối cứ kêu tên ra hoài. Hồi đó có ông, có một đứa bé, nó có ông nội đi chùa, thì nó còn nhỏ mà, ông nội có đứa cháu, cho nên ông thương, hàng ngày ông dạy cho nó niệm Phật. Trước khi đi ngủ biểu niệm Phật đôi ba câu rồi biểu đi ngủ, rồi trước khi đi học vô lại Phật rồi niệm Phật đôi ba câu rồi đi học. Mà nó thấy làm hoài, nó không biết lý do tại sao ông nội bắt nó niệm Phật. Thì nó, đứa bé nó tò mò mà nó hỏi ông nội, nó là ông nội mình niệm Phật để làm gì vậy? Thì ông nghĩ rằng nó là một đứa bé cho nên không có giải nghĩa cái gì cho sâu xa, không nghĩ là tạo nghiệp thanh tịnh ấy. Cũng cho nó là niệm Phật cho Phật nghe, Phật thương. Phật thương hoặc giúp cho khỏe mạnh học giỏi. Nghe cũng có lý mà. Đối với cái đầu óc của con nít thì nghe như vậy thì cũng có lý. Bữa nọ ông thì mỗi chiều chiều ông tới trường ông đón nó. Mà trẻ con nó cứ ngồi sau lo lắng kia, ông nội ơi, ông kêu ơi. Lâu không kêu, ông nội ơi, ông kêu ơi. Lần thứ ba nó kêu, ông nội ơi, ông nội tuổi cha mày, gì kêu hoài mày. Cái nó nói, ông nội này xấu quá. Phật con kêu tên cả ngày, Phật không giận, con kêu ông nội có ba lần, ông nội nổi giận rồi. Cho nên mình nghĩ rằng mình niệm Phật là kêu tên Phật để cầu cứu thì đó là sai, sai lầm. Niệm Phật là để nuôi cho tâm được thanh tịnh. Có những trường hợp mình niệm Phật mà có màu nhiệm, ví dụ như khi mình khó khăn, khi mình bệnh tật mà mình niệm Phật tự nhiên tai qua nạn khỏi, bệnh tật nó tiêu trừ á, là do đâu? Do đâu ạ? Do cái nghiệp thanh tịnh đó nó hóa giải chướng, chướng duyên của mình. Chứ không phải là Phật cứu đâu. Phật cứu thì Phật đã cứu rồi, chứ đợi mình kêu Phật mới cứu đâu. Nhớ điều đó. Đức Phật như là mẹ, như là cha của mình. Mà người mẹ, người cha thấy con bị tai nạn, con không kêu, vẫn đến cứu như thường. Nhưng mà sở dĩ Đức Phật không cứu được, vì nó luật nhân quả nó là như vậy, không cách nào xoay chuyển được hết. Nếu Đức Phật mà cứu giúp được mình là phá vỡ luật nhân quả, tức là nó không công, không công bằng, không công bằng. Chứ nếu Phật cứu được, Phật đã cứu hết rồi. Người đi chùa quy y, thọ năm giới thì gọi là gì?
gọi là gì ạ? Mình quy y thì gọi là gì? Gọi là gì? Gọi là Phật tử. À, quy y xong rồi thọ năm giới thì gọi đó là Phật. Phật tử. Phật tử, Phật là Phật, còn tử là gì? Tử là chết hả? Tử là con, tử là đệ tử của Phật. Phật tử có nghĩa là con Phật, có nghĩa là đệ tử của Phật. Nhưng mà nói như vậy là nói tương đối thôi. Nó nói trong tương đối thôi. Chứ thực chất ra tất cả chúng sinh đều là con của Phật. Phật đều thương tất cả mọi chúng sinh như con mình hết. Người quy y, người chưa quy y, Phật đều thương như nhau hết. Không khác gì hết. Không phải người nào tới lại Phật nhiều, cúng chuối cho Phật nhiều, Phật thương nhiều. Không phải vậy. Phật thương như nhau. Nhưng cái người nào biết nghe lời Đức Phật dạy, biết tạo công đức thì người đó ít khổ. Còn nếu như cái người nào không nghe lời Phật, làm trái lời Phật dạy, tạo ra ác nghiệp, bị ác nghiệp dẫn dắt thì sẽ đi đến con đường đau khổ vậy thôi. Chứ đừng bao giờ nghĩ rằng là mình niệm Phật là cầu Phật cứu. Cái niệm hoài cái Phật không cứu, nó thôi không tin Phật nữa đâu. Đó là lầm. Đó là sai lầm á. Có cái anh kia, hồi đó ảnh đi chùa chăm chỉ lắm. Cái sao nó mẹ ảnh bệnh nặng. Mẹ ảnh bệnh nặng mà ảnh nghe nó là người Bồ Tát Quán Thế Âm linh dữ lắm. Ảnh tin cầu Bồ Tát Quán Thế Âm hằng mỗi ngày, ảnh tụng kinh Phổ Môn trước khi ngủ, ảnh niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm đều đặn lắm. Mà hơn hai năm sau á thì mẹ ảnh cũng chết. Anh chết xong từ đó cho đi anh không niệm Phật, không tụng kinh nữa, bỏ đi chùa luôn. Sau khoảng thời gian chúng tôi gặp lại, hỏi lý do tại sao hồi đó tinh tấn, bây giờ tự nhiên không thấy mặt đâu nữa vậy? Có bệnh tật, có bận công việc gì không? Nó dạ không, con không bận mà con không bệnh tật gì hết á. Con chỉ có điều là con giận Phật à. Ở đây có ai giống vậy không? Giận Phật rồi, không tin Phật nữa. Hỏi lý do tại sao? Nó trong kinh Phổ Môn bảo là niệm danh hiệu của Ngài rồi tụng kinh Phổ Môn sẽ được như ý, mà con tụng con cầu xin có một điều thôi, mà cũng hợp lý thôi. Con cầu cho mẹ con sống lâu mà chẳng sống được. Nếu ai cũng tụng kinh mà sống hoài không chết thì chắc còn chỗ mà chứa nữa không? Thứ hai nữa, quy tắc con người sinh ra là phải có sanh, có già, có bệnh và có chết. Đó là quy tắc, đó là vậy mà. Đức Phật mà còn phải theo, bản thân cái thân của Đức Phật cũng đi theo cái quy trình là sanh, già, bệnh và chết. Thầy trò mình có chết không? Có không? Sao có những ai ngồi im ru chưa nè? Sợ à, không dám nói à? Giờ hỏi thiệt nè, thầy trò mình đâu có chết không ạ? Có không? Khẳng định là có, chứ làm sao mà chạy đâu được. Lúc nào thì chết? Chưa biết. Nói chính xác là chưa biết, mà cũng có thể là 15 phút nữa cũng có. Cái đúng không ạ? Cũng có thể là 15 phút nữa, cũng có thể là vài phút nữa, và cũng có thể là ngày mai, cũng có thể là lâu nữa, chưa biết. Mạng người dài bao lâu? Dài bao lâu? Một đời người sống được bao lâu ạ? Tùy theo hả? Suy nghĩ đắn đo nhiều quá, tính toán kỹ quá. Ngày xưa Đức Phật hỏi là đệ tử là mạng người sống được bao lâu? Có vị đứng lên dạ bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống được 100 năm. Thời đó tuổi thọ 100 năm. Đức Phật lắc đầu, ông chưa thấy được đạo. Một vị thầy khác đứng lên bạch Thế Tôn, mạng người chỉ sống được trong vòng một ngày, tức là sáng và tối. Kiếp người sáng ra là giống như ngày sinh, mà tối như chết. Đức Phật cũng lắc đầu, ông chưa thấy được đạo. Có vị đứng lên bạch Đức Thế Tôn, mạng người chỉ dài như một bữa ăn thôi. Bắt đầu sanh ra như bắt đầu ngồi, vừa sanh ra giống như ngồi như mâm ăn vậy đó. Ăn ngon lắm, ăn được chút rồi thì sao? No hết ăn nổi. Kết thúc. Đức Phật cũng lắc đầu. Tại vì có những người nào đang ăn mà chết không? Có ai đang ăn mà chết không ạ? Có chứ.
Nhiều người mới ngậm miếng cơm vào miệng chưa kịp nuốt mà ngã là chết. Và cuối cùng có một thầy đứng lên nó bạch Đức Thế Tôn, mạng người chỉ dài trong một hơi thở. Đức Phật bảo là ông mới là người thấy được đạo. Mạng người mình có dài trong hơi thở không? Đúng không? Đúng không? À, thở ra không hít vào, hít vào không thở ra là gì? Rồi, toi mạng. Kết thúc một đời. Mạng người vô cùng ngắn ngủi. Cho nên đừng có vì cái chuyện nho nhỏ mà hơn thua tạo thành ác nghiệp. Đời sống thì ngắn ngủi, mà cái thân mình không giữ được thì có cái gì giữ được nữa không ạ? À? Có cái gì giữ được nữa không? Không có gì chứ. Theo các con, cái thân, cái mạng của mình đáng giá bao nhiêu ạ? À? Mạng mình đáng giá bao nhiêu? Mạng mình đáng giá 50 triệu đúng không? Bây giờ bảo hiểm mỗi lần chết nó đền cho được 50 triệu. À, không có nữa. Nói ra cho nghe, mạng con người mình là quý giá nhất, và có thể nói là bao nhiêu tiền mình cũng đổi nếu có khả năng. À, thầy nói ra, thầy nói hợp lý. Tại vì mình không có, bây giờ ăn đoàn trăm cây vàng đổi mạng mình có đâu mà đổi. Nhưng nếu có mình đổi không ạ? À? Đổi. Bây giờ cho may cho mọi người một cái áo giáp nặng 100 kg vàng mặc trên người. Có mặc không? Dạ cho mặc không ạ? À? Mặc hết, ai cho thầy mặc liền. 100 kg vàng, một tạ vàng cũng ráng mặc, nặng cũng ráng mặc. Nhưng mà khi mặc áo và cái áo bằng vàng mà nặng 100 kg bị ăn cướp nó đuổi á, thì lúc đó như thế nào? Mang vàng mà chạy hay là cởi áo mà chạy? Cởi áo mà chạy chứ. Lúc đó bỏ áo mà chạy, bỏ của chạy lấy người. Bỏ của chạy lấy người. Như vậy thì của quý hay là mạng quý? Mạng quý. Mạng là thứ quý nhất trên cuộc đời. Mạng là thứ quý nhất trên cuộc đời. Nhưng mà nó quý nhất nhưng mà được bao lâu? Nó được bao lâu? Có hơi thở. Nó quý vậy đó. Mình quý nó vậy, mình cưng nó vậy, mình chiều nó vậy á. Nhưng mà nó mỏng manh lắm. Có hơi thở à. Nó chỉ như hơi thở thôi. Như vậy, trên cuộc đời này có cái gì đáng để cho mình tham, rồi có cái gì đáng để cho mình nổi nóng, rồi có cái gì đáng để cho mình ghét không? Có không? Có thứ gì đáng nữa không ạ? À? Không có thứ gì đáng hết. Mạng là thứ quý nhất mà còn không giữ được, mà còn không bền, thì không có gì giận dai với nhau, mà cũng chẳng có gì phải bực bội, không gì phải nổi nóng hết. Không có gì đáng. Trên cuộc sống này vui, buồn, sướng, khổ, đó là do nghiệp của mỗi người. Nhưng mà dẫu là vui hay buồn, sướng hay khổ, thì nó cũng chỉ ngắn trong một hơi thở thôi, không đáng giá bao nhiêu lắm đâu. Đừng có vì điều đó. Nếu mà mình vì một cái gì đó mà mình tạo ác nghiệp thì đó là một điều sai lầm. Một điều sai lầm không cần thiết. Nhiều khi bây giờ mình ngồi mình nghĩ là mình sống, mình còn sống, bác sĩ có ai bị bệnh á, mà tới bệnh viện khám, bác sĩ bảo rằng là ông chỉ sống được khoảng 10 năm nữa thôi. Mình nghe mình yên tâm không ạ? Yên tâm còn lâu mà, 10 năm chứ sao. Nhưng mà 10 năm nó đi nhanh hay chậm ạ? Cái vèo 10 năm liền. Thời hồi thầy mới vô tu còn nhỏ, cứ bị mấy sư huynh tối ngày phạt mình hoài. Mình mong muốn là sao? Mình nhanh lớn lên, mình bằng sư huynh, mình khoái vẻ ăn hiếp. Tối ngày mình cứ chơi một tí xíu, quên tụng kinh một tí, bị phạt, bị rầy hoài. Mình nói như vậy mà hầu như nó đi qua giống như một giấc ngủ vậy. Giống như ngủ đêm tới sáng vậy. Đùng một cái đi qua 10 năm như qua giấc mơ. Rồi mình thấy sư phụ mình cũng oai quá, đi đâu có người cung kính, mọi người quý mến, là mình
tu sao mau mau bằng giống như sư phụ mình. Tính oai. Nhưng vèo một cái rồi mình bây giờ mình già bằng sư phụ mình ngày xưa rồi. Kiểm điểm lại 30-40 năm, nó đi qua như một giấc mơ. Mấy người 50-60 tuổi đúng không? 40-50 năm nó đi qua đúng giấc mơ không? Đi qua. Cho nên người ta bảo cuộc đời như một giấc mộng. Những người còn trẻ không tin đâu. Còn lâu lắm, 10 năm nó dài đằng đẵng. Nhưng mà khi nó trôi qua rồi đó mới thấy nó ngắn ngủi lắm. Nhưng tuổi thọ tạm thời con người bây giờ là 6-70 năm. Nhưng có ai sống đủ 6-70 năm không? Không ai sống đủ được. Có mấy người được sống đủ. Chúng ta sống đủ được 6-70 năm đó là phước báo, phước thọ nha. Nhưng mà sống lâu khỏe mạnh, sống lâu minh mẫn thì điều đó là tốt. Nhưng mà sống lâu nằm một chỗ có thích không? Không thích thế nào hết. Cho nên quý giá nhất trên cuộc đời đó là thân mạng của mình và cuộc sống của mình. Nhưng mà những thứ đó nó cũng không bền bỉ gì. Cho nên hãy cố gắng tạo thiện nghiệp, tạo tịnh nghiệp. Đừng quên điều đó. Cuộc sống này tuy là ngắn ngủi, tuy là không bền, nhưng khi bỏ thân này ra đi, mang theo được cái gì? Mang theo được cái gì ạ? Cái gì đi theo mình? Nghiệp đi theo mình hết á. Nghiệp đi theo mình như bóng với hình, không bao giờ nó xa rời mình hết á. Hễ có hình là sẽ có bóng mà. Luôn luôn là như vậy, đeo bám theo. Mà muốn có được thiện nghiệp, muốn có được tịnh nghiệp, muốn có được thiện nghiệp để tái sinh có một thân sung, có một thân đầy đủ sung sướng, cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn thì tạo thành thiện nghiệp. Còn nếu muốn về Tây Phương Cực Lạc thì phải chịu khó tạo thành tịnh, tạo thành tịnh nghiệp. Tạo tịnh nghiệp là dễ hay khó à? Dễ hay khó? Khó lắm á. Rất khó. Mình giúp ai, giúp không tính kể, giúp người ta, dẫu người ta có trở mặt người ta hại mình, ta trở mặt ta quay lại ta chửi mình, ta quay lại người ta vô ơn với mình vẫn không giận. Điều đó dễ làm hay khó làm? Khó làm lắm á. Em út, anh em ruột trong gia đình mình giúp nó hoài mà nó không biết ơn, mình còn nổi nóng nữa, đừng nói về người khác. Rất khó. Còn nếu mà mình còn giúp ai đó, mình còn nhớ đến, mình còn tính kể thì đó nó là thiện nghiệp, chưa phải tịnh nghiệp. Nhưng để đúng là tịnh nghiệp thì không tính kể. Mình đi chùa mình hộ trì nhiều cho thầy trụ trì, đến một ngày nào đó cái mình đến cái thầy không có vui vẻ với mình, hoặc là thầy không kịp đón tiếp mình, hay là tặng thầy tặng quà cho ai đó thầy quên mình, hoặc là tên cầu siêu ở gia đình mình mà thầy quên, thầy không đọc, lúc đó mình nổi lên mình giận thì đồng nghĩa là lúc đó mình mất đi tịnh nghiệp rồi. Cúng dường bố thí phải là đừng nhớ đến nữa, đừng nhớ đến nữa. Và kể cả làm việc giúp cho ai, cứu ai đi nữa đó thì cũng đừng nhớ đến nữa. Cho nên là đúng ra cái người mà đi làm việc từ thiện, cái người mà đi cúng dường, đúng ra để mà được tịnh nghiệp này giấu đi, giấu cả cái tên mình đi thì hay hơn hết. Hay như vậy nó gọi là thanh tịnh. Còn nếu mình còn nêu cái tên mình lên mà còn làm cái bảng mà dán cái tên vô đâu nữa đó, còn thanh tịnh nữa không? Không là hết thanh tịnh rồi. Lúc đó chỉ là thiện nghiệp mà không còn là tịnh nghiệp nữa rồi. Do đó đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, ngủ. Ngủ có niệm Phật được không? Ngủ có niệm Phật được không ạ? Nhớ đầu niệm. Đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, nghỉ, trừ ngủ ra. Ngủ khó. Để mà các khả năng gia trì công phu mà ngủ vẫn niệm Phật không đơn giản, một hai bữa làm được đâu. Vài chục năm chứ không ít đâu.
lâu lắm phải tinh tấn mới làm được, chứ còn mà nằm dài mà ngủ hoài đó thì xin lỗi không làm được đâu. Hoặc là tu chơi chơi, bữa tu bữa không, sáng nắng chiều mưa, buổi trưa sụt sùi thì xin lỗi không bao giờ có được cảnh giới đó. Phải tinh tấn thường xuyên, chăm chăm, dùng cái từ là chăm chăm nhìn vào cái tâm mình như mèo rình chuột, và giữ cái câu niệm Phật. Nắm giống như là mình đi đâu mà mình trong tay mình có một cái viên kim cương quý mà đáng giá cả hàng mấy trăm triệu á, mình nắm trong tay lúc nào mình cũng giữ lấy nó đó, giữ như là giữ của báo vậy đó, thì mới có cảnh giới là ngủ như thức mà thức như ngủ. Ôi cái đó cao siêu lắm, làm không nổi đâu. Quý thầy ở chùa mà làm, có đôi khi có những người mà phải là nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp mới làm nổi. Nhưng mà đạt đến cảnh giới đó vui lắm. Những cái người đạt đến cảnh giới mà ngủ như thức, thức như ngủ đó, thì gần như cái chuyện gì cũng biết. Nhưng mà cái chuyện lặt vặt của mình nó có đôi khi mình không nhớ. Sư tổ của thầy á, cụ ngày xưa á, khi cụ đi dự cái chứng minh cho cái đàn, cái giờ cái giới đàn để truyền giới á, mà hồi đó ở miền Tây Nam Bộ thì nói chung là đi toàn là đi bằng thuyền không à, đi bằng đò không à, chứ không có đường bộ như bây giờ. Đường bộ là sau này mới có nhiều thôi, chứ ở miền Tây Nam Bộ ngày xưa là toàn là kênh rạch sông nước không, đi đâu cũng phải có đò. Nhưng mà sông thì có đò, nhưng mà mấy cái lạch nhỏ nhỏ thì đâu có đò đó. Mà bình thường á thì đi ngang qua cái lạch đó thì nước nó cạn. Mà bữa đó mưa to như ngày hôm nay vậy đó, mưa to cái nước nó dâng lên, đi tới đó cái lội qua không được, nước nó tới cổ mà sao lội được. Mà đứng cái chờ thì ai có đò đi đứa đó đi quá giang đi qua, nhưng mà cái lạch nhỏ quá ai đưa đò chỗ đó, ta đưa đò ngoài sông không thôi. Hai thầy trò đứng bần thần cả buổi, chờ cả mấy tiếng đồng hồ không thấy ai đi qua. Cuối cùng chú tiểu, chú thị giả, chú có sáng kiến, cho thôi bây giờ chờ lâu lắm sư phụ ơi, sao mình cởi hết đồ ra mình lội qua rồi mình chui vô bụi mặc đồ vô lại đi tiếp. Nghe cũng có lý, mà ngày xưa thì ở nó đồng không mong quạnh, nó vắng người dữ lắm. Hai thầy trò mới cởi y áo đồ ra, cầm đưa cao đến thế này lội qua tới nơi rồi. Chú tiểu chui vô bụi, ông mặc đồ xong đi, ông đi hầu ông quay lưu, ông nhìn hòa thượng giật mình phá lắm cười. Hòa thượng hỏi cười gì, tại sao phải cười? Ông nói chứ sao hòa thượng không mặc đồ vô. Lúc đầu hòa thượng giật mình, trời quên, thì gần như quên hết mọi thứ. Nhưng những cái chuyện lặt vặt thì lại quên, nhưng mà biết những cái chuyện cao siêu. Năm đó khi cụ đến giới đàn thì cụ bảo là phải đắp giới đàn cao lên ba bộ nữa, nó cao khoảng 3 tấc nữa. Mọi người hỏi tại sao, thầy nó cứ đắp đi. Thì vừa đắp giới đàn xong thì chiều hôm đó trời mưa to, mà nếu không đắp lên là nước ngập. Qua đến ngày thứ hai, giới đàn thì thường thường 3 đến 4 ngày mới xong. Ngày thứ hai, hồi thời Pháp mà, thì người Pháp người ta thấy mình tập trung đông quá, người ta đến người ta dẹp, ta đòi giải tán giới đàn, không cho tổ chức. Các thầy thì lo lắng phân vân, giới đàn phải 3 ngày mới truyền giới xong, bây giờ đang nửa chừng như thế này làm sao kịp. Mà giới tử là quý thầy đến thọ giới rất là đông, mà ngày xưa đi bộ đi đường xa chứ đâu phải như xe bây giờ đâu. Có những người đi cả nửa tháng mới tới nơi, bây giờ giải tán thì tội ta, tội chứ tăng chứ ni, xa xôi. Đang suy nghĩ ai cũng bấn loạn không biết làm sao, vô bạch cụ, cụ nói không có gì phải lo, tí nữa có hộ pháp đến giải quyết. Thì chừng khoảng 15-20 phút sau vậy đó, thì có ông tỉnh trưởng, ổng là Phật tử, ổng đến, ổng đứng ra, ổng bảo lãnh với người Pháp. Ổng nói cái này chỉ là giới đàn chứ không có làm chính trị gì đâu mà lo. Rồi tự nhiên người Pháp, ổng đứng ra ổng bảo lãnh, và người Pháp người ta rút lui. Cho nên là những chuyện màu nhiệm xa xôi, những chuyện cao siêu biết hết, mà cái chuyện riêng của bản thân mình có nhiều khi quên. Cái cảnh giới đó là của những người niệm Phật, mà niệm cả ngày lẫn đêm, ngủ cũng niệm, niệm mình nào thức như ngủ, ngủ như thức á, đạt cái cảnh giới đó. Nhưng mà người ta tuy rằng những chuyện
Những chuyện nho nhỏ thường nhật ở cuộc đời ấy, là nhiều khi người ta hay quên, nhưng ta biết những chuyện xa xôi, những chuyện cao siêu ta biết. Còn có những người bây giờ là chuyện nhỏ cũng quên mà chuyện lớn cũng quên. Cái đó là do đâu? Do đâu ạ? Do đảng trí thần kinh có vấn đề, chứ không phải những người đó tu cao đâu. Mình bây giờ mình hay quên đó, mình bây giờ mình lỡ mình hay quên, để cái gì mình hay quên cái đó. Ai nói mình nói sao? Tại do niệm Phật nhiều quá nó quên. Nói vậy đúng không ạ? Nói vậy sai rồi. Cái người mà hay quên lặt vặt như vậy thì người ta ngủ như thức, thức như ngủ. Biết những chuyện cao siêu nhưng mà những chuyện hiện tại nhiều khi không quan tâm. Tại vì đầu óc tâm tư đổ dồn vào câu niệm Phật hết rồi, tập trung vào đó. Kể cả những nhà khoa học cũng vậy thôi. Những nhà khoa học cũng vậy. Những ông nhà khoa học mà ông chú tâm trong phòng thí nghiệm thì ông đều có cái bệnh đó là đản trí. Ông Newton, nhà bác học Newton đó, ông ở trong phòng thí nghiệm của ông á, thì phòng thí nghiệm thì bây giờ cũng đóng kín đó, đâu dám cho ai vô. Mà ông có nuôi con chó con mèo, mà ông muốn cho con chó con mèo hàng ngày nó đi chui ra chui vô cái phòng thí nghiệm của ông, thì ông mới khoét hai cái lỗ, một cái lỗ tròn lớn cho con chó nó chui vô, một cái lỗ tròn nhỏ cho con mèo nó chui vô nó chơi với ông. Quý vị thấy là như vậy hợp lý không? Hợp lý không ạ? Hợp lý là mà hợp lý. Cái đó là đản trí. Tại vì hai con thì khoét một cái lỗ được rồi, chứ mắt mới khoét hai cái lỗ. Tại cái lỗ con chó thì con mèo nó chui được không ạ? Được, mắt mới khoét hai lỗ làm gì? Càng tốt. Cái đó là phiền phức cho bạn đó. À, tốn công. Đáng là ta khoét một cái lỗ thôi, tại cái lỗ to của con chó nó chui lọt thì con mèo nó cũng chui. Chui lọt, khoét một cái thôi. Ông nhẹ khoét hai cái. Nhưng mà nhà bác học ông Newton, cái gì nghiên cứu rồi những thứ cao siêu vậy đó, nhưng mà cái chuyện nhỏ nhỏ đó làm buồn cười lắm. Ông muốn khi ông nổi tiếng đó, khách khứa hay đến thăm nhà ông, ông muốn cho khách khứa bớt tới nhà đi cho đỡ phiền thời gian để nghiên cứu. Ông nghiên cứu đến nỗi mà ngày đám cưới ông còn không nhớ ngày mà. Mê mẩn đến mức như vậy. Ông mới treo cái bảng ở trước cổng á: nhà không có chủ, khách khỏi đến. Là không có chủ nhà, nhà khách khỏi có đến. Ông treo cái bảng đó. Treo xong đi chợ về, không biết đường vô nhà. Bạn nhìn cái nhà mình bữa trước đâu có cái bảng này, bữa nay có cái bảng này là đâu phải nhà của mình. Đi qua, tại mình treo mình lại quên mất. Chứ nhìn thấy nhà không có chủ, khách khỏi đến, nó thấy vậy đó. Xách gói là đi lòng vòng, xách cái vỏ sách đi vòng vòng vòng, đi riết, đi quanh cái khu phố đó là biết nhà mình ở trong khu phố này, mà sao tìm hoài tìm không ra. Cái tới cái nhà bà hàng xóm á, thấy cái nhà bà này hơi quen quen, hỏi chứ: bà cho tôi hỏi nhà ông Newton ở đâu. Bà nói kế bên đây nè. Ông nói cảm ơn bà. Ông đi mấy bước xong bà hỏi: sao tôi nhìn ông giống ông Newton quá. Ông cười, ông kêu đúng tôi rồi. Bà kêu trời ơi, tôi thua ông luôn, nhà ông mà ông còn không nhớ nói nữa. Nhà thì không nhớ ha? Những chuyện lặt vặt thì không nhớ, nhưng những chuyện cao siêu phi thường trên cuộc đời này người ta làm được. Còn mình á, chuyện nhỏ cũng quên, chuyện lớn cũng quên, cứ đôi lúc lại quên, chuyện gì cũng quên á. Cái đó do đâu? Do mất chánh niệm, do đản trí, chứ không phải là do niệm Phật nhiều đâu. Cho nên lâu lâu quên đừng đổ thừa: tại tôi niệm Phật nhiều quá tôi hay quên. Cái niệm Phật nó có những từng giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên khi mình gia trì công phu mà một cách chăm chú đó, thì mình nhớ, nhớ rất là kỹ, nhớ chi ly là khác nữa. Nhưng mà đạt đến đỉnh cao đó, đạt đến cái đỉnh cao gọi là như là nhất tâm bất loạn rồi, tức là ngủ như thức, thức như ngủ, thì lúc đó mới có cái chuyện là hay quên những chuyện lặt vặt. Chuyện lặt vặt thì hay quên, nhưng chuyện 10 năm nữa, chuyện 20 năm sắp tới biết rõ hết. Chuyện quá khứ, chuyện vị lai, những chuyện to lớn biết rõ. Cho nên niệm Phật nó cũng có những cái màu nhiệm, nó có những cái cao siêu, nó có những cái màu nhiệm. Nhưng để có màu nhiệm là mình phải tạo thật là nhiều tịnh nghiệp, mình niệm Phật thật là nhiều. Hàng ngày nói năng làm việc lúc nào cũng cẩn thận. Nói điều gì xem thử ta nói câu này có làm cho người khác buồn hay không. Mình làm việc gì mình xem thử làm việc này có hại cho người khác hay không.
luôn luôn phải suy nghĩ khi nói điều gì, khi làm điều gì, và kể cả suy nghĩ chuẩn bị làm điều gì thì cũng phải tính toán xem thử rằng mình làm điều này có lợi cho mình và có lợi cho người khác hay không. Còn có những việc nó chỉ có lợi cho mình thôi mà không có lợi cho người khác, có nên làm không? Lợi cho mình mà không có lợi cho người có nên làm không ạ? Không nên làm. Mà có lợi cho người khác mà không có lợi cho mình có nên làm không? Cũng đừng nên làm. Làm lỡ cứu mạng người mà hại mạng mình, làm để làm gì? Hy sinh hả? Hy sinh xong lấy đâu tu nữa? Mất thân người khó lắm, không đơn giản như mình nghĩ đâu. Cho nên là chủ trương của nhà Phật là làm việc gì phải có lợi cho mình, nhưng phải lợi cho người. Hai bên cùng có lợi. Luôn luôn nhớ điều đó. Để hai bên cùng sống và cùng tu nữa. Đó là một điều quan trọng. Cho mình cứu giúp người khác, nhưng mà có hại đến mình mà không hại nhiều lắm thì có thể giúp được. Cho quá nguy hại là không nên giúp. Nhưng người trí luôn luôn chọn ra một phương pháp, đó là có lợi cho mình và có lợi cho người khác nữa. Đồng thời làm xong rồi đừng tính kể ha. Giúp cho ai cái gì, cho ai cái gì, đừng kể, đừng tính. Nếu mà còn tính còn kể thì cái đó nó sẽ không còn là tịnh nghiệp, mà nó tổn đi phước đức của mình. Nên làm rồi đừng tính kể, đừng tính mà cũng đừng có kể nữa, đừng kể công với ai hết. Và làm điều tốt có cần ai biết không ạ? Có cần ai biết không? Không, chỉ cần mình biết là được rồi, vậy thôi. Không nhất thiết phải khoe khoang là phải phô trương lên cho nó dữ, không cần thiết. Chỉ cần mình làm, mình biết đủ rồi. Mà thậm chí làm xong rồi cũng không cần phải nhớ làm gì. Việc ác lỡ tạo phải luôn luôn ghi nhớ, để nhớ để làm gì? Đừng làm nữa. Lỡ đã tạo rồi nhớ, nhưng việc tốt làm rồi hãy bỏ nó đi. Nếu nhớ nhiều việc tốt quá, mình sẽ trở thành kiêu ngạo, mình sẽ trở thành kể công, cậy công ấy. Mà khi mình thấy mình làm điều tốt nhiều quá, công trạng mình lớn quá đó, lúc đó mình sẽ kiêu căng, mà kiêu căng đồng nghĩa là đánh mất đi phước đức của mình. Nên mục tiêu của người tu niệm Phật là phải tạo nhiều tịnh nghiệp thì mới được vãng sanh, và đời sống hiện tại mới có an ổn. Còn niệm Phật mà không gom góp được tịnh nghiệp á, thì niệm có đến bao nhiêu năm, có đến trăm năm, kết quả cũng không lớn. Mà đau khổ ở hiện tại thì vẫn là đau khổ, vì tịnh nghiệp của mình ít quá. Miệng niệm mà tâm không niệm, miệng tin tịnh niệm danh hiệu Phật mà tâm không tịnh thì vẫn tạo không, chưa nghiệp thanh tịnh nó còn nhỏ lắm, ít lắm. Cái quan trọng làm sao là tâm phải tịnh, mục tiêu là tâm phải tịnh. Tâm tịnh thì mới tạo thành nghiệp tịnh được, nghiệp đó mới lớn. Cái chính yếu của con người mình là tâm phải tịnh. Nên làm sao niệm Phật, tụng kinh thì lời kinh và câu niệm Phật nó đi vào trong tâm của mình. Mình phải chú tâm vào lời kinh, phải chú tâm vào câu niệm Phật, thì lúc đó mới tạo thành tịnh, tạo thành tịnh nghiệp, thanh tịnh được ba nghiệp. Mà hễ ba nghiệp hằng thanh tịnh thì không cần phải nguyện, mà cũng chẳng cần phải xin đâu, tự động sẽ về với Phật thôi. Nguyện đó chẳng qua mình làm theo cái thứ tự là tin rồi nguyện rồi hành, là làm theo thứ tự. Cho đúng ra tạo tịnh nghiệp đầy đủ thì không nhất thiết phải xin, mà không nhất thiết phải nguyện. Theo nhân, theo quả, theo nghiệp đó mà sẽ được về thế giới thanh tịnh. Thì thời gian nó cũng có giới hạn ha. Hôm nay thầy chia sẻ đến đây, xin cầu chúc toàn thể đạo tràng luôn luôn nỗ lực tinh tấn tạo được nhiều tịnh nghiệp, gom góp được nhiều tịnh nghiệp. Đó là cái vé máy bay để đi về với Phật ha. Để
Nguyện Tam Bảo thường gia hộ cho sư trụ trì chùa Bảo Quang, thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành, độ tận chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đề chẳng ai bằng thầy dài khắp trời người, cha lành chúng bốn loài. Kính lại đấng thiên nhân sư đại từ bi trí dung, nhân gian pháp giới hòa bình, đất trời nồng ấm yêu thương. Con quy kính dâng lên đấng pháp dân vô thường, hương hòa giới định tuệ, sáng ngời bát chánh đạo. Con thành kính chắp tay sen, một lòng son tinh tấn, nương theo chánh pháp Phật Đà, tâm từ phục quanh ta. Đức Phật từ bi